Phẩm 27 Ca Tháng Phật Đức Này A Đan Bồ Tát ở cõi cực lạc Nhờ oai thần của Phật Trong khoảng bữa ăn đi lại Vô biên cõi Phật Khắp mười phương để cúng dường Những hoa hương Tràng phan đồ cúng dường Khởi tâm liền hiện đủ Các thứ trân bảo thù thắng Trên tay Thế gian không thể có để cúng dường chư Phật và chúng Bồ Tát. Nếu muốn trải hoa, liền trên không trung các hoa hiệp lại thành một lọng hoa tròn lớn, có trăm ngàn sắc sáng. Mỗi sắc có hương thơm khác nhau, tỏa gác muôn phương. Đại hoa nhỏ đủ mười do tuần, cứ vậy lớn dần trùm khắp ba ngàn thế giới. Theo đó trước sau thứ lớp ẩn hiện. Nếu không có ai cúng hoa mới, thì hoa cũ không rơi xuống, lơ lửng trên không, giang tiếng nhạc di diệu, tán thán Phật đức. Chút lát, trở về bổn quốc, tụ họp tại giảng đường thất bảo, nghe Phật du lượng thọ, rộng giảng diệu pháp, tâm ý thông triệt, vui mừng đại ngộ. Lại có gió thơm thổi hàng cây báo, phát âm thanh di diệu, vô lượng hương thơm theo gió bay khắp bốn phương theo như ý nguyện cúng dường không dứt chư thiên đem trăm ngàn hoa hương dạng thứ kỹ nhạc đến cúng dường phật và chúng bồ tát thanh văn chư thiên trước sau qua lại hớn hở vui mừng là do sức oai thần bổ nguyện của phật vô lượng thọ và đã từng cúng dường các đức như lai có căn lành tương tục không giảm thiếu khéo tu tập, khéo nhiếp thủ, khéo thành tựu vậy.